trận đấu sẽ bắt đầu rồi. Cùng xem Tali sẽ mang deck gì đây. Hiện tại thì có một cái deck Beast Spam là một cái deck cực kỳ hay. Nhưng mọi người chưa... Vâng, lại Expo rồi. Deck Beast Spam có con... cho con Ghost cực kỳ hay. Lại là Expo rồi. Còn là ngay một cái Tesla bên kia cũng là Expo đây lại không. Đây là Hawk. Đây là Hawk có Tesla. Vẫn có hai đến từ con Hawk nhưng mà vậy là chưa đủ. Expo ngắm vào trụ rồi, rất tốt đến từ Tali. Tiếp tục đặt Expo. Vâng, cái này thì tắt tay thôi, họ làm sao có thể công được con này. Tesla không, họ có một cái Tesla rồi, có một cái Tesla rồi. Vì vậy là Brian phải tấn công để giết mấy còn lại thôi, 5 mana 5 cua rồi. Cái lock rồi, nhưng mà một mình con Hawk như vậy là không đủ. 2 hit, 3 hit đến từ con Hawk. Và cái trụ này sẽ mất thôi. Một clock mover đến từ Tali. Rồi. Thiếu thạch ở ok, sau này mình sẽ tí nữa mình sẽ chỉnh lại. Ok. Tại mình kéo hơi quá tay thế là nó bị lẹm xuống. Bây giờ đặt Expo về thủ với một bên rồi, không có gì là phải ngại hết. Hawk tấn công gì sẽ đặt Tesla thôi và Hawk sẽ nhảy vào phía bên Expo luôn. Còn Hawk sẽ bị dụ bằng Tesla sau quay lại. Không quay lại rồi. Rất là nguy hiểm. Con Hawk cực kỳ là thông minh khi mà nó lại không quay lại phía bên này. Thông thường nó sẽ đánh Tesla xong nó sẽ quay lại phía bên Expo luôn. Nhưng mà hình như cái Expo này là hơi xa so với lại Tesla. Bây giờ thì là cái cao rồi. Chắc chắn là con Hawk là phải nhảy qua đây rồi, không thể qua được. Với khi mà cái build mà đặt cách sông khoảng 2 ô là Hawk không bao giờ qua được. Làm sao mà lát được đá, mình đang xem mình là... Chắc là do mạng của bạn thôi. Bây giờ thủ lầy rồi, với họ một cái poison như vậy thì không đủ. Cần phải có một tầm 2 hit của Hawk và một cái poison thì sẽ hay hơn. Một mình con Hawk bên này làm sao có thể làm ăn được gì trong cái này đây. Việt Nam Warrior bị đội rồi, sao mà có thể thắng được, làm sao thì vào được. Rất là đáng tiếc. Nếu mà trong những ngày đầu mà đã có những chiến thắng thật là thoải mái hơn thì trận ngày hôm qua không thành vấn đề. Trận ngày hôm qua không thành vấn đề. Tuy nhiên thì những trận đầu mà khởi đầu nó không thuận lợi và những trận sau này thì khó có thể ăn. Hôm nay anh cho con bú mất. Bây giờ anh cho con bú xong rồi, bây giờ anh lại đánh thôi. VNC thì năm nay cũng khỏe mà, đâu phải yếu đâu. VNC luôn khỏe mà. Vâng, là một cái giáp. Mong chờ trận đấy. Thì em phải vào clan của hai thằng đấy để ngồi xem thôi, ngồi xem chờ thôi. Với những thằng tốt như vậy là thường gặp nhau mà. Nó không, việc mà gặp nhau là không khó đâu. Tesla dạo này quá hãm luôn. Chắc chắn là như vậy, các bạn thấy là độ giật của nó rất nhanh không? Chóng mặt luôn ấy. Vâng, tiếp tục con Bích Meganai và... Meganai, Ewit, Kaka. Rồi, liệu rằng Tali có sắp mặt không? Với cái deck Balloon, Meganai Balloon này. Giật này, cho mày chết. Deck của Tali là Meganai Balloon rồi. Còn deck của Brian là Ewit. Kaka là một... Ui. Khi mà Brian mà ra con Ewip rồi thì liệu rằng là Brian sẽ có một con gì để thủ công Balloon. Vâng, một cái deck khác rồi. Giật đi. Chúng ta từng thấy cái deck của Tali là một cái deck làm mưa làm gió thẻ cuối cùng của anh, đó chính là cái Balloon. Ở giải tour Hà Nội
anh rất rất giải. Tuy nhiên thì gặp mục đích mà nó nằm cửa trên thế này thì liệu rằng anh ban được không? Mình nghĩ cũng khó đây. Hello, xin chào. Và một hit đến từ con mê, con miner. Thảo cuối cùng của ta lên là balloon, chắc chắn là như vậy. Rồi, các ca đâu, rồi đâu xuất hiện cho em, rồi đâu không cần, bỏ đi. Chúng ta sẽ công hai bên. Vâng, vẫn thủ rồi. Vẫn thủ rồi. Vẫn ăn được trụ rồi. Nhưng mà một mình vẫn ui, rất là thông minh. Rất là thông minh khi mà đập một đánh lạc tướng con ấy. Rồi win rồi. Win rồi. Quá hay. Quá hay đến Tali. Thấy chưa, mình đã bảo rồi, anh chỉ bỏ cho đến trên mặt kính kính thôi. Lửa quá thông minh. Ơi, mình chào lại rồi mà. Đánh tận 3 set mà, tận chia chắc là nó chỉ bỏ đi cho thêm phần kịch tính thôi. Chứ còn làm sao không có thể đánh được tiếp. Bờn, Blood Angel với lại TNT. Đặt con Ewip để thủ con Mega Knight, mình cũng bó chim. Hay đâu, chẳng qua cái trận kia nó bỏ cho nó thôi, làm sao mà hay. Không hay được bằng Nova được. Nhớ subscribe để nó miễn phí.